Ninh Y Y liền phát hiện ra điều bất thường. Nàng ta liền bảo, quả thực có vấn đề, trong túi tiền vàng có một làn khí đen, hơi giống khí tức của ác ma vực sâu, nhưng lại không hoàn toàn giống. Ninh Y Y không hoàn toàn chắc chắn, nàng ta từng tiếp xúc với ác ma vực sâu, cảm thấy có chút tương tự. Lâm Mặc Ngữ cũng vì từng tiếp xúc với ác ma vực sâu nên mới cảm thấy có chút bất thường. Lúc này Lâm Mặc Hàm tiếp xúc với túi tiền vàng, trên tay Lâm Mặc Hàm cũng có một vòng khí đen. Ninh Y Y nhìn sang mà giật nảy, làn khí đen đó đã chui vào cổ tay của Hàm tỷ. Khuôn mặt nhỏ của Ninh Y Y hơi căng thẳng. Nàng ta nhìn Lâm Mặc Ngữ lại kêu lên, Mặc Ngữ, trên cổ tay của cậu cũng có. Lâm Mặc Ngữ siết chặt nắm tay thầm nghĩ, xem ra suy đoán của mình không sai. Trong đám đông có một nhóm chuột đang ẩn nấp, chúng tự xưng là bái ma hội. Mỗi người bọn họ đều sùng bái Thâm Uyên Ma Vương, muốn trợ giúp Thâm Uyên Ma Vương xâm lược thế giới loài người. Lâm Mặc Ngữ nhìn Lâm Mặc Hàm mà tiếp tục ngẫm nghĩ, ngày mai là vòng đấu đơn, hy vọng mình và tỷ tỷ có thể nhử được vài con cá lớn cắn câu. Vào lúc nửa đêm, đột nhiên ánh đèn của cả thành phố cùng lúc ngừng lại một giây. Tiếng sóng biển đột nhiên lớn hơn, ngay sau đó cuồng phong nổi lên, sóng biển cuộn lên hàng trăm mét, gần như muốn nhấn chìm cả thành phố. Vì đại hội thi đấu, thần hạ đế quốc đã rời núi lấp biển, đường bờ biển đã được mở rộng ra ngoài cả ngàn mét. Nơi diễn ra cuộc thi vốn là một vùng biển lớn. Lúc này trên không mây đen dày đặc, hàng ngàn tia sét ầm ầm đánh xuống. Những tia sét này không phải vô mục đích, mỗi tia sét đều nhắm vào trận truyền tống. Trong chớp mắt, tất cả các trận truyền tống ở Nam Hồng đều bị phá hủy. Cả thành phố Nam Hồng đều bị cuồng phong sấm sét bao phủ. Sau khi sét đánh, kết giới khổng lồ hạ xuống, như úp một cái bát lớn, úp lên thành phố Nam Hồng. Đám người hoảng hốt, đã xảy ra chuyện gì vậy? Đây là thứ gì? Kết giới sao? Kết giới lớn như vậy? Chẳng lẽ là chức nghiệp giả thần cấp ra tay sao? Lâm Mặc Ngữ thầm nghĩ, bái ma hội cuối cùng cũng ra tay. Chúng định tiêu diệt tất cả các đội vô địch trong giải đấu chức nghiệp giả nhằm gây tổn thương nặng nề cho nhân tộc. Xẹt, sấm chớp vang lên, bầu trời Nam Hồng sáng rực. Thật kinh khủng, trời ơi, mình sẽ chết ở đây sao? Phải làm sao đây? Nhiều chức nghiệp giả trong lòng đã vang lên tiếng than khóc. Đối mặt với đòn tấn công uy lực như vậy, căn bản không phải thứ họ có thể chống đỡ. Lúc này đột nhiên xuất hiện một đám người mặc áo đen bí ẩn hiện ra. Lâm Mặc Ngữ quan sát nhanh một cái rồi thầm nghĩ, chúng thậm chí đều là cao thủ trên cấp 70. Sau đó lại có một người xuất hiện, khí tức của hắn càng thêm mênh mông. Đồng tử Lâm Mặc Ngữ co rút lại, người này ít nhất cấp 80, không thua kém nghị viên Hứa Uy kia. Mấy tên chức nghiệp giả khác hô hoán, xong rồi, biểu tượng của bái ma hội, chúng là bái ma hội. Lũ này thật to gan, dám ra tay ở thần hạ đế quốc, chẳng lẽ không sợ Bạch Thần ra tay diệt chúng sao? Một chức nghiệp giả đỉnh cao trên cấp 80, 10 chức nghiệp giả đỉnh cấp trên cấp 70. Tổ hợp này dù ở đâu cũng đều cực kỳ mạnh mẽ, thậm chí dùng để hủy diệt một số thế lực nhỏ cũng dư sức. Người cầm đầu bái ma hội lạnh lùng hừ một tiếng, giết. Một chữ lạnh lùng vô tình, 9 tên thủ hạ lập tức bay xuống phía dưới. 9 người chia nhau tấn công hai khu tập kết, 6 người đến khu tập kết của các chức nghiệp giả cao cấp, còn 3 người đến khu tập kết của các chức nghiệp giả cấp thấp. Sinh vật biển, ma vật vực sâu, sóng dữ cuộn trào, vô số ma vật vực sâu từ đại dương lao ra. Số lượng lên đến hàng vạn, vô tận vô cùng. Những ma vật vực sâu này đã ẩn nấp dưới đại dương từ sớm, lúc này mới ra tay. Rõ ràng bái ma hội đã chuẩn bị từ lâu. Ma vật vực sâu khác với những gì Lâm Mặc Ngữ từng thấy ở nguyên chiến trường. Những ma vật này vốn đều là quái vật trong đại dương, bị ô nhiễm bởi lực lượng vực sâu. Giờ đây đều hóa thành ma vật vực sâu, giết, thịt người ngọt ngào, ma vật ta đến đây, ẩn nấp bao nhiêu ngày rồi, cuối cùng cũng có thể ăn thịt người. Vô số ác ma vực sâu cùng với ma vật vực sâu lao ra, chúng gầm thét, mang theo sự hưng phấn khát máu. Trong thành Nam Hồng vang lên còi báo động. Vô số chức nghiệp giả chiến đấu tập hợp lại. Là ác ma, chuẩn bị chiến đấu. Lâm Mặc Ngữ đột nhiên thấy cổ tay mình phát sáng. Không chỉ hắn, Ninh Y Y, Tưởng Đào Đào và những người khác cũng như vậy. Chỉ cần là thành viên của đội vô địch, bây giờ đều giống như đèn pháo. Ở đây này, giết bọn chúng đi. Ác ma vực sâu như thể đã tìm được mục tiêu, chỉ huy hàng vạn ma vật vực sâu lao tới. Không biết bái ma hội đã đưa nhiều ác ma vực sâu đến đây bằng cách nào. Lâm Mặc Ngữ ngẩng đầu nhìn lên. Điều này không còn quan trọng, tới thì chiến thôi. Thanh niên lạnh lùng lẩm bẩm, đến đi, đã đợi các ngươi lâu rồi. Thành viên bái ma hội đứng trên không, chức nghiệp giả đỉnh cấp trên cấp 80. Ánh mắt hắn rơi xuống khu tập kết của sân thi đấu cấp cao, tình hình ở đó cũng gần như vậy. Hơn nữa số lượng ác ma vực sâu đổ về nơi đó còn nhiều hơn. Cộng thêm 7 vị chức nghiệp giả đỉnh cấp trên cấp 70 cùng ra tay, vạn vô nhất thất. Trong mắt hắn lộ ra vẻ trào phúng, dũng khí đáng khen, nhưng vô dụng. Kết cục của các ngươi đã được định sẵn, người quá xuất sắc, thường không sống lâu. Lời độc thoại của hắn dường như đang nói cho chính mình nghe. Ta lại không nghĩ vậy, ít nhất ta sống rất tốt. Đột nhiên một giọng nói vang lên, người đó quay đầu lại, nhìn thấy Bạch Y Viễn. Hóa ra là Bạch Thần đại nhân đến rồi. Bạch Y Viễn cười khẽ, xem ra ngươi đã sớm dự liệu được sự xuất hiện của ta, nghị viên Hứa Uy. Hứa Uy thở dài một cái, tháo mặt nạ lộ ra chân dung.
ta biết không thể giấu được Bạch Thần đại nhân. Bạch Y Viễn đáp lời, đối mặt với ta mà không chạy trốn, xem ra ngươi đã chuẩn bị từ trước. Đối mặt với Bạch Y Viễn, Hứa Uy không hề sợ hãi chút nào, rõ ràng là hắn đã chuẩn bị rất kỹ. Một tiếng cười khanh khách vang lên, ha ha, nếu không có hậu thủ, ai dám đến chọc giận Bạch Thần đại nhân chứ. Bên cạnh Hứa Uy đột nhiên xuất hiện một nữ ác ma, Ma Vương vực thẳm, Nghị Ma Vương. Ác ma này có đôi tai nhọn cùng hai cái sừng, dung mạo xinh đẹp mỹ lệ, dáng người càng thon thả uyển chuyển. Một cái đuôi mảnh mai tinh xảo ở phía sau lắc lư chậm rãi. Toàn thân từ trên xuống dưới đều tràn ngập sức quyến rũ kỳ lạ. Sau khi cô ta xuất hiện, trong mắt Hứa Uy lộ ra vẻ cuồng nhiệt. Trong mắt Hứa Uy không còn Bạch Y Viễn, chỉ còn lại nữ ác ma này. Bạch Y Viễn ngoáy tai lườm mắt nhìn. Hóa ra là Mị Ma Vương đến à, ta cứ tự hỏi ai có thể khiến chức nghiệp giả đỉnh cấp 80 sa đọa thành tay sai của ác ma. Mị Ma Vương cười yêu kiều liên tục, thân hình uốn éo. Đáng tiếc Ma Vương ta không quyến rũ được Bạch Thần đại nhân. Bạch Y Viễn từ từ nắm chặt nắm đấm, dù có đến thì cũng ở lại đi, dám trêu chọc thần hạ đế quốc của ta đều phải trả giá. Nghị Ma Vương cười càng thêm mê hoặc lòng người. Xem ra Bạch Thần đại nhân rất tự tin nhỉ, đáng tiếc Ma Vương ta không định ở lại. Ma Vương ta chỉ đến để giết người thôi, giết xong rồi đi, điều này không phải do ngươi quyết định. Bạch Y Viễn đã nhắm vào Nghị Ma Vương, không định để cô ta đi. Nghị Ma Vương cười yêu kiều, Bạch Thần đại nhân tự tin như vậy có thể giữ Ma Vương ta lại sao? Ngọn lửa bùng nổ, ánh lửa bốc lên bao phủ bầu trời. Tiếng nổ vang lên, bây giờ còn tự tin không? Một con ác ma bước ra từ biển lửa, toàn thân nó bị bao phủ bởi ngọn lửa, đặc biệt là đôi mắt, trong đó ánh lửa càng bốc lên trời. Ma Vương vực thẳm, liệt diễm Ma Vương. Nghị Ma cười duyên nói, một chọi một, lần này công bằng rồi. Một tiếng nổ lớn, giết. Vòng bảo hộ nơi đóng quân của sân thi đấu cấp thấp đầu tiên bị đánh vỡ. Một lượng lớn ác ma vọt vào. Các chức nghiệp giả đã sớm chuẩn bị sẵn sàng từ chiến. Tên Tô Thánh thầm nghĩ, thua trận không phải vấn đề của ta, nhất định là tên Lâm Mặc Ngữ kia quá biến thái. Hai tên đeo mặt nạ đưa ánh mắt nhìn tên Tô Thánh một cái. Sau đó chúng nhanh chóng lao đến tấn công, vì dù sao tên này cũng là sinh viên tài năng của đế quốc, hiện chỉ thua Lâm Mặc Ngữ. Nghị Ma Vương cười duyên, phản kháng không hề có ý nghĩa. Đấu tranh trước khi chết là đáng yêu nhất. Nghị Ma Vương đưa chiếc lưỡi của mình ra đá qua đá lại thèm thuồng, thiên tài huyết nhục là mỹ vị nhất a, thật muốn đem bọn họ bắt về vực sâu, từng ngày từng mảnh chậm rãi thưởng thức. Bạch Y Viễn không hề lo lắng, cái này cũng khó mà nói trước được, thiên tài luôn có ý nghĩa tồn tại. Đột nhiên, thiên địa ầm ầm rung động, một tòa tháp cao đột nhiên xuất hiện ở bên ngoài kết giới. Tháp cao đè xuống, kết giới kiên cố như thủy tinh vỡ nát. Nghị Ma Vương mặt biến sắc mà gào lên, thần hạ tháp đích thân tới, là Mạnh An Văn tới. Không xong, chúng ta bị lừa. Thần hạ tháp trong nháy mắt nghiền nát kết giới, trong nháy mắt trở nên to lớn vô hạn, bắn ra quang mang rực rỡ. Thần hạ tháp như biến thành mặt trời, chiếu sáng cả thành phố Nam Hồng. Trong hào quang, Thâm Uyên ác ma cùng Thâm Uyên ma vật trong thành phố Nam Hồng đồng loạt biến mất. Lâm Mặc Ngữ quan sát tận mắt cảnh này thì thầm suy đoán, đây là Mạnh đại nhân đang sử dụng sức mạnh của tháp thần hạ. Nghị Ma Vương tức giận gào lên, các ngươi đã làm gì vậy? Bạch Y Viễn bất ngờ phát ra một tiếng gầm giận dữ, giết. Chức nghiệp của Bạch Y Viễn là bá chủ thần quyền, chấn thiên nhất quyền. Bạch Y Viễn tung một đấm cực mạnh, không gian chấn động kịch liệt, tạo ra nhiều gợn sóng cực đại. Sức lực cú đấm quá mạnh, biết rằng không thể đối đầu trực diện, Nghị Ma Vương lập tức tránh sang một bên. Cùng lúc này, lửa giận trong lòng Ninh Thái Nhiên đã bừng bừng nổi dậy từ trước đó. Ninh Thái Nhiên cũng đồng thời động thủ, kỹ năng hỏa long được tung ra, ngọn lửa phun ra biến thành con rồng lửa khổng lồ, lao về phía liệt diễm Ma Vương. Hai cường giả cấp đại thần đồng thời ra tay. Lúc bọn họ động thủ, một truyền tống trận cỡ lớn ở thành phố Nam Hồng lóe lên. Hàng chục người có biểu tượng học phủ hạ kinh xuất hiện. Không một ai dưới cấp 70, trong đó có vài người trên cấp 80, những chức nghiệp giả tuyệt đỉnh. Khí tức to lớn vô cùng, người cầm đầu rút trường kiếm vung lên, kiếm khí trong nháy mắt đánh tan đại địa. Phạm thần hạ của ta, giết không tha. Nghị Ma Vương nhìn thấy cảnh này thì toát hết mồ hôi lạnh, cả người run rẩy. Tới giờ phút này thì Nghị Ma Vương khẳng định mình đã bị lừa rồi. Thần hạ đế quốc sớm có chuẩn bị, nếu không thần hạ tháp làm sao có thể đích thân tới? Nếu không kết giới làm sao có thể dễ dàng bị nghiền nát như thế? Trận chiến này rõ ràng là thua rồi, ta không thể chết. Nghị Ma Vương quát to một tiếng, đi. Lời nói của Nghị Ma Vương vừa dứt, một tiếng gầm vọng xuống từ trên trời, các ngươi không thể đi. Nghe được tiếng gầm này, sắc mặt Nghị Ma Vương trở nên vô cùng khó coi. Bất thình lình xuất hiện một bàn tay khổng lồ từ trên giáng xuống. Nghị Ma Vương liền cắn lấy máu ở tay, hiến tế máu ta. Thâm Uyên chi môn, mở. Không nghĩ tới ngay cả lão già này cũng xuất hiện. Chết tiệt, bàn tay khổng lồ lao đến như muốn bóp nát liệt diễm Ma Vương. Bất thình lình từ trong bóng tối của Thâm Uyên chi môn có một nắm đấm ngăn cản. Bàn tay khổng lồ bị rất nhiều luồng khí đen bao quanh như muốn trói lại. Ngay trong lỗ đen của Thâm Uyên chi môn có tiếng cười đắc ý vọng ra, khặc khặc. Lão già kia, nơi này chính là thành thị của nhân loại các ngươi, nếu động thủ ở chỗ này, không biết phải chết bao nhiêu người đấy.
Bạch Y Viễn và Lão Ninh nghe thấy câu này cũng giật nảy một cái. Hắc Hỏa, lần sau ngươi phải chết. Bàn tay đỏ khổng lồ từ trong Thâm Uyên Chi Môn nắm lấy Liệt Diễm và Mị Ma Vương rồi từ từ thu vào lỗ đen. Thâm Uyên Chi Môn từ từ đóng lại. Ở bên trong không gian chiến đấu, Lão Mạnh thông báo, vòng đấu đơn bắt đầu ngay bây giờ. Sau khi tận mắt chứng kiến những cảnh vừa rồi, Lâm Mặc Ngữ thầm nghĩ, mặc dù biết Bạch Thần đại nhân sẽ ra tay, nhưng mình cũng không thể nào nghĩ tới Mạnh đại nhân lại trực tiếp đem ác ma tập kích trở thành khu thi đấu đơn. Người chơi cấp 20 đến 29 sẽ đối mặt với 7.520 ma vực sâu cấp 32 và quỷ vực sâu cấp 35. Giết ma vực sâu được 1 điểm, giết quỷ dữ vực sâu được 100 điểm. Quy tắc thi đấu chỉ có 2 điều, một là sống sót. 2. Người có điểm cao nhất sẽ là quán quân. Tô Thánh trong ánh mắt mang theo khiêu khích nhìn sang Lâm Mặc Ngữ lên tiếng. Lâm Mặc Ngữ, ta muốn lại cùng ngươi sau một trận nữa để xem ai giết được nhiều hơn. Ha ha ha, giết ác ma, ngươi tuyệt đối không thể bằng Thánh Quang Pháp Sư ta. Lâm Mặc Ngữ cả người tỏa đầy tinh thần lực bình thản cười nhếch môi. Hy vọng ngươi có thể cướp được nhiều hơn vài con. Cả nhà hãy cho tiểu muội một like, bình luận, đăng ký kênh và bấm chuông để có động lực để ra nhanh các video tiếp theo.